chương trình Nghe để ngẫm, thẳng thắn tự soi, nghiêm túc tự sửa. Phúc Khánh xin được gửi lời chào thân yêu đến quý vị thính giả đang nghe chương trình Nghe để ngẫm của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý vị, trong một tổ chức, cơ quan, đơn vị nào đó, việc bố trí sắp xếp nhân sự cũng giống như một ván cờ, còn người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị đó giống như người chơi cờ. Nghĩa là phải biết điều binh khiển tướng ra sao nhằm phát huy sức mạnh của các quân cờ để giành thế chủ động trước đối thủ. Trong bài thơ Học đánh cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai câu thơ rất nổi tiếng về cách dùng người. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Như vậy có thể nói nghệ thuật dùng người là yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của một tổ chức, cơ quan, đơn vị. Và đây cũng chính là nội dung mà Phú Khánh muốn giới thiệu đến quý vị qua phần tham gia diễn xuất của các nhân sự TTV11 và vai các nhân vật sau đây: Việt Anh trong vai Tổng Giám đốc, Nhật Tân trong vai Giám đốc Vạn, Việt Nho trong vai Kim Anh, Trưởng phòng Nhân sự, Lê Nguyên trong vai Thắng, Sĩ Hòa trong vai Thái là nhân viên của công ty. Sau đây kính mời quý thính giả cùng nghe tiểu phẩm Đánh cờ. Sáng nay cũng giống như mọi ngày, làm gì làm thì Thắng cũng tranh thủ sắp xếp vào phòng giám đốc Vạn để cùng đánh cờ. Thắng thì khúm núm trong từng nước đi, còn ông Vạn thì ngồi chễm chệ ở ghế salon, cười khoái chí. Bởi vì như một thói quen, ông luôn là người chiến thắng. Chiếu tướng, phải công nhận á, anh đánh cờ siêu thiệt đó, em hết đường đỡ luôn. Đó là do cậu xui, chứ sáng giờ chơi với tôi á, ba ván thì thua hết cả ba. Tên là đại thắng mà quánh tàn là đại thua không à? Dạ, thiệt tình đó là em chơi cờ dở òm hả anh ơi? Không phải vậy đâu, cậu chơi hay mà, tại chỉ gì á? À dạ, em biết rồi, không phải là em chơi dở, mà tại vì anh chơi quá giỏi nên em mới thua xiển liễn luôn. Đó đó đó, nói vậy mới đúng ý của tôi chứ. Giờ muốn gì nói đi nè, đang lúc vui tôi sẽ thưởng cho cậu. Ủa anh, em đánh cờ thua mà sao lại được thưởng vậy anh? Thì thua mới thưởng chứ. Cậu á thua hay, thua làm tôi thấy sướng á. Chứ thắng dễ quá tôi cũng đâu có thích. Mà nè, cậu khen tôi đánh cờ giỏi á, có thiệt lòng không? Hay miệng nói vậy chứ trong lòng á thì cười thầm. Dạ anh ơi, em nào dám, em khen thiệt tình mà. Anh nói thưởng, vậy để em suy nghĩ coi em chọn cái gì nha. Cứ mạnh dạn đề đạt đi, chuyện trong tầm tay của tôi sẽ thực hiện ngay cho cậu. Dạ, thưa anh, tính ra là em ngồi đây mỗi buổi sáng hầu cờ anh. Ủa quên, em nói lộn hoài, anh đã dặn là không có được dùng chữ hầu cờ, nghe giống như phong kiến. Em ngồi đây chơi cờ giúp vui cho anh cũng đã tròn 3 tháng rồi. Ừ, 3 tháng rồi đó hả? Cậu đã giúp tôi thư giãn rất hiệu quả đó, biết chưa? Công việc lãnh đạo trách nhiệm nặng nề nên tôi căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Hey, nếu không có liệu pháp an dưỡng tinh thần, làm sao tôi duy trì được phong độ minh mẫn, tỉnh táo để điều binh khiển tướng cho hoàn hảo đó chứ? Dạ, cảm ơn anh quá khen. Vậy á, là miễn em xin gì trong khả năng của anh á, là anh sẽ đồng ý cho em hết, có phải không anh? Nè, cậu đừng có tính nói á, là xin nhà, xin xe, xin thăng chức. Xin tôi ủng hộ mối quan hệ bồ bịch ngoài luồng đó nha. Mấy cái đó tôi từ chối. Dạ, nào có anh. Em á, em định xin giùm cho thằng Thái, bạn của em. Nó tốt nghiệp kỹ sư chế tạo máy loại xuất sắc, nhưng bây giờ còn đang mài cái đũng quần ở bộ phận nhà kho của công ty mình. Em thấy sao sao á? Ừ, bộ phận kho à? Thái nào ta? Cậu ta làm ở đó lâu chưa? Sao tôi không có nhớ gì hết trơn vậy? Dạ, chắc do nhiều việc quá nên anh quên. Giờ chỉ cần nhắc lại là anh sẽ nhớ thôi hả? Mà sao cậu lại xin giùm cho cậu ta? Tôi nói thưởng á là thưởng cho cậu. Cậu rảnh quá hay sao vậy? Dạ không phải, xin anh đừng giận. Tại em với Thái là bạn bè thân thiết cũng lâu rồi. Thái nó từng giúp đỡ em rất là nhiều, nên nếu có thể làm được điều gì tốt cho cậu ấy là em cũng xin sẵn lòng. Từ ngày mà bị điều chuyển vô vị trí công việc trước quốc đó, Thái nó buồn lắm anh. Hay tâm sự với em là nó rất là nản, nhiều lúc muốn nộp đơn xin nghỉ việc luôn anh à. Thôi được rồi,
chưa có hứa gì với cậu hết á. Nhưng mà để tôi coi lại. Giờ á thì cậu về làm việc đi. Dạ, em cảm ơn anh trước. Dạ, xin phép anh em đi ạ. Ừ, sáng mai nhớ tới chơi cờ với tôi tiếp đó nha. Để coi tôi còn thắng cậu tới cỡ nào nữa. Dạ, nhất định ạ. Như Thắng nói, với anh, được hầu cờ cho giám đốc Vạn là một niềm vui. Và ông Vạn hình như được thư giãn sau những chiến thắng của mình. Nói thì nói vậy, chứ câu chuyện về Thái mà Thắng nhắc với ông Vạn hôm trước đã làm cho ông ta suy nghĩ khá nhiều. Liệu cậu ta có phải là một mối nguy hại đối với ông hay không? Nghĩ tới đây, ông Vạn liền gọi trưởng phòng nhân sự Kim Anh vào, bởi vì cô ta cũng khá rành về câu chuyện của Thái. Ừ, cô Kim Anh nè. Trường hợp của tay kỹ sư chế tạo máy tên Thái bị điều chuyển về làm ở bộ phận kho là như thế nào vậy? Trong khi công ty của chúng ta đang thiếu đội ngũ kỹ sư có chuyên môn trầm trọng, cô là trưởng phòng tổ chức, không lẽ không nắm được hồ sơ lý lịch và trình độ năng lực của nó sao? Dạ thưa anh, em có nắm rõ, nhưng cái việc điều chuyển này á là làm theo lệnh của anh. Anh quên rồi hả, làm sao? Làm theo lệnh của tôi? Đầu đuôi ra làm sao? Cô báo cáo lại cho tôi nắm rõ xem. Dạ, chắc do anh lu bu nhiều việc quá nên anh không có nhớ. Cậu Thái này á, trước khi bị điều chuyển á, là thành phần nằm trong danh sách đen của công ty mình đó anh. Cái gì? Danh sách đen là làm sao? Dạ phải, cậu ta cầm đầu cái nhóm phiến loạn, rất là hăng hái tham gia những cái vụ việc đấu tranh chống tiêu cực. Khi mà em báo lên anh á, anh chỉ đạo điều cậu ta về cái vị trí nào á, hạn chế tối đa những cái tiếp xúc, để cậu ta không có thể quậy ai được nữa. Em thấy cái công việc ship dỡ hàng quá trong kho là phù hợp nhất đó anh ạ. À, tôi nhớ ra rồi. Cái tay Thái khùng nổi tiếng với câu nếu còn tiêu cực sẽ đấu tranh. Chính tôi đã chơi nước cờ đó để vô hiệu hóa nó. Dạ đúng rồi anh. Dạ anh đã thắng giòn giả, nó bị cô lập luôn, tắt đài tới nay, chìm liễm vào quên lãng. Mà nhưng sao tự dưng anh lại hỏi chi? À, đâu có làm sao. Vì hôm nay tôi chơi cờ quá hay, thắng liền ba ván nên tôi phấn khích, tự nghiền ngẫm những nước đi thông minh của mình, rồi bất chợt liên hệ với thực tiễn công tác, thấy chí lý quá nên mới nhớ mấy câu chuyện cũ đó mà. Dạ, nói về cái tài điều binh khiển tướng trên bàn cờ thì còn ai giỏi được hơn anh. Nghe Kim Anh nói những lời bay bổng có cánh, ông Vạn cảm thấy hả hê lắm. Đang vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa dần mở ra, cả ông Vạn và cô Kim Anh bỗng biến sắc khi nhìn thấy Thái. Trên tay anh là một sấp hồ sơ. Dạ, chào giám đốc. Cha cha, hay ghê. Có luôn trưởng phòng tổ chức Kim Anh ở đây nữa sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ủa, cậu Thái, cậu đi đâu vô đây? Chắc là cậu tới nộp đơn xin nghỉ việc á hả? Cô Kim Anh, đi cùng cậu ta về bên kia phòng của cô giải quyết cho xong đi. Dạ, sếp. Cậu Thái đi theo tôi. À không, tôi tới đây đâu phải để nộp đơn xin nghỉ việc đâu. Mà tới thì chuyện này nè. Nói rồi, Thái đặt sắp hồ sơ lên bàn của ông Vạn. Ông liền cầm lên xem, đọc rõ thành tiếng, khiến cho cô Kim Anh phải tò mò ghé mắt vào xem cùng. Đừng tố cáo về những vấn đề tiêu cực khuất tất trong việc sắp xếp bố trí nhân sự trong công ty. Cái gì nữa hả cậu Thái? Nếu như còn tiêu cực á thì sẽ còn đấu tranh, chứ ngồi yên một chỗ chấp nhận bưng tay bịt mắt trước những cái sai cái xấu thì tôi không có làm được. Cái tên khùng này, cậu không có thể ngồi yên được hay sao? Tiêu cực cái gì nữa? Ở kho hàng công ty mà cũng có vấn đề này hay sao? Cậu tố cáo cái gì? Cái tôi tố cáo ở đây là những chiêu bài sai trái mà các vị đã sử dụng để trừng phạt và vô hiệu hóa những người dám đấu tranh chống tiêu cực như tôi. Tôi đã tổng hợp khá là đầy đủ và chi tiết trong bộ hồ sơ đó. Và ngoài tôi ra, còn có rất nhiều trường hợp khác nữa cũng bị điều chuyển sai chỗ. Rồi họ còn làm sai công việc chuyên môn đã được đào tạo, trong khi công ty chúng ta đang thiếu trầm trọng đội ngũ nhân sự có chuyên môn để hồi sinh công ty thì chẳng ai quan tâm. Nè nè, cậu tưởng cậu là ai? Là thanh gươm công lý chắc? Đánh cờ cỡ nào mà đòi đấu với kỳ thủ như tôi?
Cậu Thái, cậu về làm việc đàng hoàng tử tế đi. Nếu không hả, tôi báo về cái bộ phận chấm công trừ lương cậu. Vì á, sử dụng cái giờ công để làm việc riêng mà toàn là mấy cái chuyện tào lao, gây phương hại cho uy tín lãnh đạo công ty không à. Cậu tưởng những lời tố cáo hàm hồ của con Túc Đen không hơn không kém như cậu thì sẽ có người chịu nghe và chịu tin à? Có xé thì cũng không sao, vì tôi đã in ra rất nhiều bản rồi à. Với lại tôi cũng đã thuộc lòng hết từng trường hợp. Ví dụ như là Trần Văn Việt nè, chuyên viên quản lý hệ thống, kỹ sư phần cứng, giờ thì bị giáng xuống thành đội phó đội xe nâng hàng. Rồi tới Phạm Văn Cần nè, kỹ sư quá, bị đuổi về kho làm nhân viên giao nhận. Còn nữa, ơi cậu ngân hay chưa? Tôi không có ngân. Rồi còn có Lê Thị Thúy nè, dù sao cũng là thạc sĩ ngành truyền thông, trưởng ban đối ngoại công ty, giờ là bị chuyển qua phòng kinh doanh làm nhân viên sale dự bị. Rồi tới Hoàng Thanh Mai nè. Thôi thôi đủ rồi, bây giờ vậy nè, chúng ta thương lượng, tôi sẽ cho cậu một thứ rất giá trị để trao đổi, là thứ tôi biết chắc là cậu đang mong muốn nhất. Tôi không tin một ông giám đốc đã ra lệnh trù dập tôi mà không nhớ rõ cái mặt tôi, giờ thì lại bảo biết chắc điều tôi mong muốn nhất. Trời, ông thử nói xem. Cậu là bạn thân của cậu Thắng phải không? Thắng nói cậu là kỹ sư chế tạo máy, cậu rất giỏi, cậu tốt nghiệp loại xuất sắc. Cậu nghĩ sao nếu tôi phục hồi vị trí công việc trước đây cho cậu và đề bà cậu lên chức phó trưởng phòng kỹ thuật, phụ trách chuyên môn? Rồi để đổi lấy điều gì chứ? Thôi thôi thôi, cậu đừng có giả khờ ở đây. Đổi lấy cái việc làm ngơ, không tố cáo chứ còn gì nữa. Xóa hết toàn bộ trong cái đầu cậu ba cái vụ đấu tranh chống tiêu cực này kia đi. Nghe ông Vạn với cô Kim Anh nói vậy thì Thái sững người. Nhiều suy nghĩ cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Trong lúc như thế này, Thái thường cùng với Thắng ra ngồi cà phê thư giãn bên bờ sông sau những giờ làm việc căng thẳng áp lực. Và lần này thì cũng không ngoại lệ. Rồi sao? Rồi cuối cùng là ông tính sao? Có bằng lòng trao đổi với giám đốc không? Tôi là tôi thấy điều kiện mà giám đốc đề nghị là cũng rất hợp lý, đáng để suy nghĩ đó. Nếu như tôi ngừng lại không đấu tranh nữa thì những tiêu cực đó vẫn còn y nguyên bạn à, và ngày càng phát sinh thêm nữa. Cuối cùng nó sẽ trở thành những u nhọt gây hại khắp nơi, cứ như là dịch bệnh gì đó. Nói thì cũng đúng, nhưng mà tôi tin là nếu không có ông thì cũng sẽ có người khác làm tốt cái phần việc đấu tranh đó, chứ đâu phải nhất thiết là ông, mà còn là những người có trách nhiệm làm đúng với nghĩa vụ và sứ mệnh của họ nữa kìa. Nhưng mà lỡ đâu khi họ vào cuộc thì lại quá muộn rồi. Lúc đó hậu quả gây ra rất là nặng nề, làm cho bao nhiêu người bị tổn hại, hết phương cứu chữa thì sao? Tôi hiểu, nhưng mà giờ tôi nói ông nghe nè. Giờ giả sử như ông tiếp tục chiến đấu với cái xấu, cái sai, dạ, ông bị thua. Như vậy thì tình hình nó càng tệ hại hơn. Ông có thể bị đuổi việc nè, rời khỏi công ty với hai bàn tay trắng. Lúc đó, không thấy chua chát hả? Thôi tóm lại, cậu hẹn tôi ra đây cà phê cũng với mục đích khuyên tôi đầu hàng chứ gì? Giống như cái ông giám đốc Vạn và tay trưởng phòng nhân sự Kim Anh chứ gì nữa. Nói vậy mà nói được, tôi với ông là bạn thân bao nhiêu lâu rồi? Tôi là tôi chỉ muốn ngồi cùng mâm với ông, bình tâm phân tích, suy xét kỹ hết mọi tình huống để mà cân nhắc thiệt hơn, sáng suốt đi nước cờ cho phù hợp. Thôi được rồi, cảm ơn bạn hiền của tôi. Nhưng cậu đừng có lo cho tôi nữa. Trong cuộc đấu tranh này tôi không có đơn độc đâu. Nếu tôi thắng, người nào việc nấy, tất cả sẽ phải cùng được phục chức, cùng được trả lại đúng vị trí phù hợp và khả năng chuyên môn của họ. Ok, nhưng mà nếu như mà ông thua thì sao? Thua thì tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ, nghỉ trước khi bị bọn họ buộc thôi việc. Nhưng trước đó tôi sẽ mang sấp đơn tố cáo của mình đi gõ cửa khắp nơi, và sẽ cố làm cho ra lẽ, không thể để ông ta và phe cánh cứ mặc tình tùy tiện trừng phạt, đe dọa người lao động, sử dụng chất xám sai mục đích, làm lãng phí nguồn nhân lực của công ty. Đó chính là cái tội đồ của nhân dân, của đất nước. Khí khái lắm, kiên cường lắm. Nói thì là như vậy, nhưng mà tôi sợ là ông ta sẽ không khoanh tay ngồi yên để mặc cho ông muốn làm gì thì làm đâu. Ông ta là một tay kỳ thủ ghê gớm. Ông ta có thể đi những nước cờ rất là ranh ma thủ đoạn, làm cho cậu không thể nào đỡ nổi. Tôi biết chứ. Thôi thì phương án số nhất chắc lại sẽ là thà mình bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu chứ có sao đâu. Rồi cắt hết mấy cái bằng cấp vô tủ đi, ra đường làm khuân vác lơ xe, bán vé số mưu sinh qua ngày, chờ tới lúc đời thay đổi bạn ơi. Ông nói vậy thiệt tôi không biết nói thêm gì nữa. Cố lên bạn hiền.
Về phần ông Vạn, sáng nay ông lại vào vai người hầu cờ. Đối diện là một người đàn ông đỉnh đạt, sang trọng và thông thái. Nhìn ông không khác gì hình ảnh trước đó của Thắng, xung xoe, nịnh nọt, bởi vì người đàn ông kia chính là sếp của ông, Tổng Giám đốc Triệu. Ai chà, dạ thôi, hết cờ. Dù em có đi quân nào đi chăng nữa, thì chỉ cần anh chiếu tướng một cái là em cũng không có đỡ nổi. Anh đúng là siêu tổng giám đốc, siêu kỳ thủ. Thì cậu thử coi, biết đâu gỡ đường sao? Dạ, thua anh à. Đánh cờ cỡ như em là dạng thường thường bậc trung, sao mà dám sánh với cái bậc tầm kỳ dĩ như anh? Cậu cứ nói vậy, tôi đâu có thắng đâu. Tôi chưa thắng mà. Tôi lập hat-trick ăn liền ba ván, nhưng mà phải thắng cái tay nào mà chơi giỏi, chơi hay, cao cờ kìa mới sướng. Chứ hạ cái tay thường thường bậc trung như cậu á, có gì đâu. Dạ, dạ, anh dạy chí phải ạ. Do em cũng không có dám nhận ngang tay khi mà đấu cờ với anh. Chứ đúng á, là đánh cờ với đối thủ ngang tầm, ngang đẳng cấp thì ăn mới sướng anh à. Cậu biết người biết mình vậy á là tốt đó. Không uổng công tôi hạ mình xuống tới đây để ngồi chơi với cậu á. Lẽ ra phải ngược lại chứ hả? Dạ dạ, anh đã nói vậy á thì lần sau em xin phép tới tận dinh cơ của anh để được xin phép hầu cờ anh à. Ừ, không sao, tôi không phải kiểu tổng giám đốc quan liêu mà thích ngồi trên rồi chỉ tay năm ngón đâu. Lâu lâu tôi đi di hành thị sát tình hình cụ thể từng công ty mà thuộc trong hệ thống công ty của mình á, thấy cũng hay. Mà lý do sao tôi đi chuyến này chắc cậu đoán được hả? Dạ, anh có phải là vì mấy cái đơn tố cáo không anh? Đơn tố cáo nào? À dạ, thiệt tình á là cũng không có giấu gì anh. Có một tay kỹ sư á mà ban giám đốc công ty em liệt vào danh sách đen, chuyên tập hợp những cái đám hung hăng không chịu làm việc, tối ngày cứ gửi ba cái đơn tố cáo đấu tranh chống tiêu cực anh à. Có anh vậy thôi mà cậu á chịu thua, không có cái giải pháp nào để xử lý được hả? Dạ đâu có, em đang giải quyết đó chứ, chờ nó chấp nhận trao đổi và đồng ý rút đơn. Bởi vậy nên em rất là ngạc nhiên, không hiểu là có chuyện gì quan trọng nữa mà anh phải thân chinh tới đây để mà tìm hiểu à. Ôi, ba cái trò thưa kiện tố cáo đấu tranh y xèo dớ dẫn đó, công ty nào mà không có. Bởi vậy tôi thèm quan tâm đâu. Trời ơi, anh nói vậy thiệt em mang ơn hết sức. Anh thật chí lý và sáng suốt quá anh ạ. Nhưng còn vụ này thì sao? Hiện giờ công ty cậu đang nổi như cồn kìa, trên mạng xã hội cả đống kìa. Nổi vì những dư luận nghe sốc lắm. Họ nói các cậu á coi thường chất xám, bạc bẽo nhân tài. Người giỏi á, người có chuyên môn á, không cùng phe cánh với các cậu á thì bị gạt ra rìa, ngồi chơi xơi nước, hoặc bị đẩy vô những vị trí lao động phổ thông, trái với khả năng chuyên môn của họ. Chị này có không? Dạ, báo cáo anh, chuyện đó, thiệt tình là chuyện đó em nghĩ là do kẻ xấu tung tin thất thiệt để mà bôi đen bộ máy lãnh đạo công ty của em anh à. Cậu nói vậy nghĩa là cái chuyện này bị đặt, đúng không? Vậy tôi hỏi cậu tiếp nè, trong cái ván cờ cậu coi mình là cái gì? Dạ, anh hỏi khó quá. Dạ, là quân tướng phải không anh? Là người chơi cờ, là người điều binh khiển tướng. Còn tất cả anh em, nhân viên, đồng nghiệp còn lại á, chỉ là những quân cờ trong tay cậu thôi. Dạ, anh dạy vậy thì thiệt tình á, là em còn phải học theo anh nhiều ạ. Một tay kỹ sư có trình độ cao, tài giỏi, thông minh, giống như một con xe, con pháo trên mặt cờ vậy. Vậy mà cậu không biết khai thác, sử dụng để tạo cơ hội, lợi thế cho người ta, để người ta vượt trội, phát triển. Ngược lại cậu không điều khiển được, phải cho nó vô danh sách đen, phải vô hiệu hóa nó, biến nó thành con tốt quen không hơn không kém. Nghĩa là cậu tự làm suy yếu mình rồi. Nếu luận về đánh cờ, cậu còn rất non, rất kém trong kinh nghiệm trận mạc. Còn về lãnh đạo, điều hành công ty, cậu chẳng khác nào một con bù nhìn, con rối cho người khác giật dây, không biết khai thác chất xám, gây lãng phí nguồn nhân lực. Đó là cội nguồn gây ra mất đoàn kết nội bộ, kiện cáo kéo dài, gây tổn hại đến lợi ích và hình ảnh của công ty mình. Như vậy còn xứng đáng để ngồi vào vị trí giám đốc công ty nữa hay không? Dạ, dạ thưa anh, em thấu suốt những lời anh chỉ dạy. Em xin hứa là sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và sẵn sàng nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào của cấp trên ạ. Ngay cả việc nếu bây giờ em phải từ chức
thôi, hết thật rồi. Việc đánh giá bố trí sử dụng cán bộ của ông Vạn còn cá nhân và cục bộ. Thua một ván cờ người, ông Vạn đã phải trả một giá rất đắt. Thưa quý vị, việc đổi mới căn bản và toàn diện chính sách về đánh giá sử dụng nhân lực, cải thiện điều kiện môi trường lao động để tạo động lực, khuyến khích lao động hiệu quả sáng tạo là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay để phát huy tối đa nguồn nhân lực. Trong đó, vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng. Nếu người đứng đầu thực sự công tâm, khách quan, có tầm nhìn, biết lựa chọn, sử dụng đúng người, đúng việc và đúng lúc thì sẽ thành công. Còn ngược lại, sẽ tự làm suy yếu chính mình, dẫn đến thất bại do lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí thời gian, một thứ vàng bạc quý giá mà một khi mất đi, không bao giờ lấy lại được. Đây là biểu hiện thứ 47, nằm trong nhóm biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, sử dụng lãng phí nguồn nhân lực. Và thời lượng chương trình đến đây cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.